Soi Mắc. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy nén khí không dầu giảm âm Oshima 24L với máy nén khí không dầu giảm âm Oshima 24L với có tọa máy là chiếc nén lên là 8 cân với lưu lượng là 120 lít trên 1 phút với động cơ 2 HP với nguồn điện 220 và đây là bộ áp suất hơi và đây là bộ dơ le đóng ngắt. Đóng ngắt thì các bạn nén lên tức là 8 cân và 5 cân rồi sẽ lặp lại với một đầu ra, một đồng hồ ở sụp nén. Và bên đây bên mình là một cái công tắc tắt vào chế độ ô tô và đây là van khóa an toàn. Khi các bạn quá 8 cân mà các bạn máy mà vẫn có thể vận động thì cái nút này sẽ bung ra, rất chi là an toàn cho người sử dụng. Với bên đây là một tụ của máy và dưới đây là bộ xả nước. Các bạn chú ý khi mình xả nước thì mình phải xả hết hơi rồi mình xả nước. Và đây sẽ là cái đầu lọc của máy. Sau đây mình sẽ cắm cho máy chạy. Công dụng của máy để làm gì anh? Công dụng của máy thường là sử dụng vào các khu ăn ốc vít ở các trong các tiệm sửa xe hoặc là các khu đầm tôm để tạo oxy. Chất kia tựa. Giờ mình sẽ bắt đầu lắp thử để sử dụng cái máy tự động khởi động lại. Điều trị cập vào website www.oshimavietnam.com Văn phòng tại Hà Nội, số 10 C/11, ngõ 261 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội. Hotline 0024 388 3306. Văn phòng Hồ Chí Minh, 96 đường 5A Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0028 39 73 7777. Xin chào tất cả các bạn.